hướng dẫn đưa trend khoe ảnh người yêu trên điện thoại. Let's go! An nhau mọi người, dạo này trên TikTok đang có một cái trend khoe ảnh người yêu hơi bị cute của bạn Trang Bossy luôn. Cho nên là hôm nay hãy cùng xem hướng dẫn của Son và cùng đưa cái trend siêu đáng yêu này nha. Để đưa trend này thì người bạn đồng hành của chúng ta tiếp tục sẽ là PixArt. Đầu tiên thì mọi người nhớ chuẩn bị cho Son và tấm ảnh mà mọi người muốn dùng để làm hình nền nha. Các bạn hãy chụp thật là nhiều tư thế mà các bạn thích, sau đó là cắt ảnh gọn lại để tí nữa tụi mình dễ tách nền hơn nha. Tiếp theo thì các bạn vào trong app PixArt, chọn vào mục trống. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào chỗ công cụ nè và chọn vào mục cắt. Sau đó các bạn bấm vào cái chỗ mà tỷ lệ khung hình 16:9:2 lần giùm mình nha, để tụi mình lấy được cái ảnh đứng nè. Sau đó các bạn chọn vào mục nhãn dán và tìm từ khóa cho mình tên là Hot Background nha. Tại đây thì nó sẽ hiển thị rất là nhiều cái nền hình trái tim luôn, cho nên là các bạn cứ thoải mái mà lựa chọn bất kỳ màu nào mà mình yêu thích nha. Sau khi đã chọn được cái nền tim mà mình thích rồi thì các bạn cứ canh chỉnh làm sao cho nhìn nó hợp lý với cái khung hình mà các bạn đang có là được. Sau khi mà đã căn chỉnh ưng ý rồi thì các bạn nhớ bấm vào cái mục lớp ở bên phía tay phải này nha. Các bạn bấm vào cái hình ổ khóa này nè để khóa cái lớp này lại, để tránh cái việc mà nó bị xê dịch khi mà mình thiết kế các lớp khác á. Tiếp theo thì các bạn cứ add những cái ảnh mà hồi nãy tụi mình đã chuẩn bị rồi vào đây nha. Ở bước này thì các bạn có thể sử dụng thêm app tên là Photoroom. App này sẽ giúp cho tụi mình tách nền nhanh hơn. Còn nếu như mà bạn nào không muốn tải app thì các bạn có thể bấm vào cái phần cắt bỏ ở đây nhé. Xong rồi tụi mình chịu khó tách nền thủ công một xíu là sẽ có được những cái hình ảnh đã được tách nền nha. Sau khi mà đã thêm tất cả các ảnh mà các bạn đã tách nền vô rồi thì tụi mình chỉ cần sắp xếp làm sao cho nó hợp lý thôi nè. Các bạn cũng có thể tùy ý chỉnh cái lớp của mình lên xuống ở cái phần layer nha. Cứ kéo lên kéo xuống thì cái hình nó sẽ nằm ở phía trên hoặc phía dưới nè. Mà nhớ là khi mà cái layer nào đã ok rồi thì mọi người nhớ bấm khóa lại để nó không có bị dịch chuyển khi mà tụi mình chỉnh nó chỉnh lui nha. Bước này thì cứ tùy gu mà các bạn cứ sắp xếp thôi, cho nên là mình sẽ bỏ qua cái đoạn này nha. Sau khi đã sắp xếp các hình ảnh ưng ý rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đến bước là tô viền và đổ bóng nha. Các bạn chỉ cần bấm vào cái phần layer, sau đó là chọn từng cái layer mà tụi mình đã để hình vô. Sau đó ở mỗi layer thì các bạn chỉ cần chọn vào cái mục viền và lựa một cái màu viền ưng ý nha. Chỗ này đi viền dài hay mỏng làm tùy theo cái gu sở thích của mọi người nha. Sau khi đã đi viền tất cả các ảnh rồi thì chúng ta sẽ tới bước đổ bóng nè. Các bạn sẽ chọn cái mục vùng tối ở bên dưới thanh công cụ nha. Ở phần điều chỉnh và vị trí thì các bạn cứ kéo tới kéo lui sắp xếp làm sao cho các cái phần đổ bóng của mình nó hợp lý nhất là được. Ví dụ nhân vật nào ở bên phải thì tụi mình sẽ cho nó đổ bóng ở bên phải. Còn nhân vật nào bên trái thì tụi mình sẽ cho nó đổ bóng ở bên trái. Cứ làm tương tự như vậy với tất cả các hình mà các bạn đã ép vô là xong rồi nè. Đây là thành quả sau khi mình đã đi viền và đổ bóng xong rồi. Nhưng mà mình hơi điệu một xíu cho nên là mình sẽ thêm một ít chữ trong cái tấm hình này nha. Các bạn có thể vào một chữ sau đó gõ tên hoặc là gõ bất kỳ cái nội dung gì mà các bạn thích ở trong này. Như mình thì mình sẽ để tên là Tiny Solar, đó chính là tên in-game của mình. Ở đây thì các bạn cũng có thể lựa chọn phông chữ, màu chữ cũng như là đi viền cho cái chữ trong mắt mắt hơn nha. Mọi người nhớ giùm mình nha, cái nào mà nó có cái mục hình chế dấu vương miện á thì mọi người đừng có dùng. Tại vì dùng là tí nữa là tụi mình sẽ không có tải ảnh về được, hoặc là tụi mình sẽ bị bắt nâng cấp lên cái PixArt Pro á. Cho nên là cứ dùng những cái nào mà không có cái vương miện thôi nha. Cái này tôi phải nhắc tại vì tôi thấy là mấy cái clip đu trang lần trước mọi người hay dùng lộn mấy cái có vương miện á, xong cứ hỏi tôi là tại sao không xuất hình được. Cho nên là lần này lưu ý nha. Sau khi đã edit xong xuôi rồi thì chúng mình chỉ cần bấm lưu cái tấm ảnh này về là xong rồi nè. Tiếp theo sẽ đến phần mà mọi người thắc mắc nhiều nhất nha. Đó chính là làm sao mà để cho nhân vật của tụi mình cầm điện thoại được. Thì các bạn tiếp tục vào trong PixArt và tạo một cái dự án mới nha. Sau đó thì tụi mình sẽ thêm cái ảnh chân dung của cái nhân vật mà tụi mình đã lựa chọn nè. Sau đó các bạn chọn vào công cụ, chọn cắt và cũng tiếp tục bấm vào cái tỷ lệ 16:9:2 lần để lấy một cái ảnh đứng nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần add những cái layer điện thoại vào. Cái này thì để mọi người không cần phải tốn công vẽ thì Son đã chuẩn bị cho mọi người cái ảnh mà cái điện thoại đã tách nền rồi. Cái link Google Drive Son sẽ ghi ở dưới phần bình luận cho mọi người nha. Trời ơi, mọi người thấy tôi có yêu thương mọi người không? Sau đó các bạn chỉ cần add tấm ảnh điện thoại vào trong hình và lựa chọn một cái vị trí phù hợp cho cái tấm hình của mình nha. Thì cái này nếu như mà các bạn muốn điện thoại mập ốm gì đó thì có thể tùy chỉnh kéo ra kéo vô một xíu nha. Sau khi đã cố định cái vị trí điện thoại xong rồi thì mọi người nhớ khóa cái lớp layer lại nha. Lúc này thì các bạn chỉ cần thêm cái tấm ảnh hồi nãy tụi mình vừa edit xong vào thôi nha. Nhớ bấm vào cái chỗ layer và kéo cho cái lớp điện thoại nằm ở trên lớp của tấm hình nha. Xong rồi mọi người chỉ cần di chuyển cái tấm ảnh vào trong cái vị trí nằm bên trong cái điện thoại thôi. Chỗ này thì các bạn cứ zoom lên cho nó to to để cho tụi mình dễ chỉnh sửa nè.
khi đã cố định được vị trí của cái tấm ảnh bên trong điện thoại rồi thì các bạn cũng nhớ là khóa cái lớp ảnh này lại nha. Rồi tụi mình tiếp tục sẽ add vào cái ảnh có cái hình camera và cái đèn pin ở trên màn hình chờ của điện thoại vào. Cái này tôi cũng đã chuẩn bị sẵn ở trong Google Drive cho mọi người luôn rồi á. Mọi người cứ chỉnh làm sao nhìn cho cái vị trí nó phù hợp là được nha. Tiếp theo là cái phần ngày giờ trên điện thoại thì các bạn chỉ cần vào một chữ thôi và lựa chọn một cái giờ nào đó mọi người thích. Như tôi thì tôi sẽ để 14 giờ 10 phút tại vì đó là con số đặc biệt với tôi. Và tôi cũng sẽ add thêm một cái ngày nào đó có thật ở trong năm 2024 nữa. Mấy cái phông chữ với lại màu chữ này thì các bạn cứ thỏa sức sáng tạo nha, miễn sao là các bạn cảm thấy nó hợp ý nhất là được rồi. Bước tiếp theo thì các bạn chọn vào cái mục vẽ trên thanh công cụ nha. Ở đây thì các bạn chọn vào cái mục biểu tượng mà hút màu này nè. Các bạn sẽ di chuyển nó đến cái khu vực vùng mà màu sắc mà các bạn muốn. Chỗ này chủ yếu là tụi mình sẽ che lại cái cánh tay của nhân vật thôi. Để tí nữa tụi mình sẽ vẽ lại để cho nhân vật nó cầm cái điện thoại trông tự nhiên hơn á. Đấy thì các bạn cứ tô vẽ vẽ để che mất một cánh tay là được nha. Xong xuôi thì cũng ở tại cái mục vẽ đó thì mọi người lấy màu cho mình cái màu da của nhân vật nè. Các bạn nhớ chỉnh cái cọ to lên một xíu. Cái này nói thật là mình không có biết vẽ với lại mình cũng không có dụng cụ gì để vẽ, mình edit bằng tay á, cho nên là nó không có được khéo cho lắm. Nhưng mà mình đã thử cầm cái điện thoại sau đó là cứ tưởng tượng và vẽ theo giống như cái cách mà mình cầm điện thoại ở ngoài thôi. Đây các bạn sẽ vẽ một cái ngón cái ở bên tay trái và 4 cái ngón tay còn lại bên tay phải nha. Các bạn chỉ cần lựa đầu cọ đủ to thì tụi mình sẽ chỉ cần đi một nét là đã ok rồi nè. Không được hoàn hảo lắm nhưng mà vẫn chấp nhận được, đúng không mọi người? Ta-da, vậy là xong hết rồi đó. Bây giờ việc cần làm của tụi mình là chỉ cần bỏ hình vô trong mẫu thôi là đã đu trend được rồi nè. Chúc các bạn sẽ có những cái video đu trend thật là viral. Và đừng quên re chủ ID khi mà các bạn post video trên TikTok nha. À mà quên nữa, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video này để cho nhiều bạn biết hơn nha. Chúc mọi người chơi game vui. See ya.